cứ chuyển tu ra cái thứ lao vào thì trẻ tu ra lao vào thằng nào chết thằng đấy. Điều khó chịu nhá. Công nhận là chị Tấn rất bon nha anh em. Huy đánh có hức nhiều. Xem mấy anh em đánh nhẹ nhàng kiếm được. Đấy. Ngon rồi. Rất hay. Một đường cầu rất hay. Một ta đeo cầu hết tươi của anh Phật Nguyên. Đẩy. Đẩy ngoài một chút. Nói là có đeo cầu rất bất ngờ. Rất cố gắng, vẫn còn, rất hay. Cháu lùa rất tự tin. Bị lùa rồi. Điểm bao nhiêu rồi? Đúng đều rồi. Đấy, đúng không? Chị ăn cũng cao luôn. Hello, chào mừng tất cả các bạn đến với live stream của Quốc Đông. Đấu đơn nam kinh điển giữa vận động viên Đồng Quang Huy và tay vợt đơn nam số 1 của đội Tiến Dinh Sport. Hai vận động viên đều rất dẻo. Theo dõi được cái live stream này để trong bên hai chúng ta chào nhau cái nào. Xin chào anh Nguyễn Quốc Việt nha, xin chào Nguyễn Phát Đạt, xin chào chị Đỗ Thị Nga. Đây rất ảo. Cùng quan sát thì từ đó đến giờ vận động viên Huy chỉ có điều cầu thôi. Đẹp luôn.
này kìa, viên Đồng Phong Huy. Sang màn hình là vận viên Trịnh Tấn, bây giờ cũng là top đầu phong trào hiện giờ luôn. Có 177 người đang xem, rất dẻo, không được rồi. Cả hai vận động viên đều có khả năng điều cầu rất tốt và đặc biệt là thể lực cũng đều rất bền nha anh em. Thầy Huy đánh chủ yếu dồn về góc. Thầy Huy rất tự tin, nói là kỹ thuật các vận động viên tốt thật. Cầu ngoài sân. Đưa đánh đeo phải nói chung cũng được. Trịnh Tấn đi giày Dương Nách. Không đeo được. Cơ bản là phải có cảm giác đã đúng không? Bắt. Cơ hội tấn công. Đập cầu rất tốt. Huy cũng có nói lắm, Huy nói lâu rồi nó cũng có đánh giải gì đâu. Nó chỉ đi dạy cầu ấy. Kiểu lâu Huy nó không thi đấu. Bạn Trịnh Tấn này đánh rất hay. Huy với trạng thái hiện tại khác, nếu mà thắng chỉ thắng được 3-4 điểm thôi, như thế. Xin lỗi. Hello, 3589 người xem nha. Lâu lâu thế, có nhiều người xem thế. Đập cầu đặc biệt. Thì thôi là sau không đánh được không? Dồn góc. Ui giời. Phòng cầu rất chuẩn, khe lắm. Đánh rồi, đây là trận đầu tiên đấy. Nếu mà em gần thì có thể ra xem cổ vũ các cây vợt này. Cổ cầu rất hay. Hello anh Hòa Dương nha, xin chào tất cả anh em đam mê cầu lông. Nhìn nó thủ chắc, lại rất đơn giản, cầu qua lưới. Tốt phong trào bây giờ đấy, tốt đầu luôn đấy. Kéo lưới rất tự tin. Đứng trên này, kéo lưới rất hay. Huy nó đẩn mấy quả khó chịu lắm, rửa người ra. Ôi xong, nhờ cái máy tí. Anh Tiến Dinh bảo là Đồng Quang Huy chấp bạn này 3 điểm kèo gì cũng chơi. Nói chung là trước 3 thì cũng có nói phết đấy. Nhưng mà bạn Trịnh Tấn này đánh như hay. Phong trào như thế là rất hay. Huy đánh nhiều toàn hất cho Đồng. Hay thế nhờ. Chào em, lâu lắm rồi không like cho anh em xem. Hôm nay có trận đấu gọi là số 2. Nên là một pha xử lý lỗi của Huy. Anh không biết tỷ số bao nhiêu em ạ. Huy vai này đùa đơn nam. Bạn biết tỉnh Yên Bái, chắc 2 xin thua luôn. Ok anh, Huy nó đánh nhiều, đánh ngay đấy. Anh ơi, có trận này hay thôi. Chúng tôi có hai ông này đánh xét 21, tôi chuẩn đánh xét 51. Đến mai chưa xong nhờ. Quá đơn giản. Nặng quá luôn mà. Nặng quá.